Đây, đây là có dịp để chỉ cho bạn coi cái bình nước rửa kiếng của xe bạn nó ra làm sao, và bạn hình dung trực quan nó lớn cỡ nào, bao nhiêu lít, và có cái để nói nữa, tầm khoảng 4 lít á. Có một cái bơm, có dây điện, nước nó màu xanh. Và đây cũng Vios luôn, cũng cái bình y vậy, nhưng bạn thấy nước nó màu vàng. Thái Lớn chưa dám khẳng định cái dung dịch nước rửa kiếng của chiếc xe này, của chủ xe này là không tốt hay là hàng điểu làm sai. Nhưng thực tế tại xưởng dịch vụ Toyota thành Fukushima đã có trường hợp khách hàng vô kiểm tra bảo hành hư bơm nước rửa kính, hư cao su gạt mưa. Và sau khi anh em kỹ thuật viên kiểm tra lần mò, không biết lý do tại sao lại lại hư. Nếu như hàng của hệ thống gạt mưa của Toyota mà kém chất lượng đó, thì thường nó sẽ hư hàng loạt. Tại sao chỉ có chiếc xe đó? Và cuối cùng phát hiện ra chính do cái dung dịch nước rửa kính khách hàng mua trôi nổi trên thị trường mà làm hư cái bơm, rồi làm cao su gạt mưa bị chai. Khách hàng rất là giận vì bị từ chối bảo hành. Một cái chuyện tưởng rằng rất là nhỏ, rất là đơn giản, nhưng đôi khi nó cũng gây thiệt hại cho chiếc xe của bạn và cũng gây sự bực mình. Vì vậy các bạn hết sức lưu ý nha. Cuối cùng khách hàng phải trả tiền thay cặp cao su gạt mưa và thay cái bơm trong khi xe còn hạn bảo hành. Khách hàng tức quá, khách hàng nói mấy ông bán xe vừa mắc mà vừa độc quyền, vừa sản xuất phụ tùng độc quyền để mấy ông bán tiếp. Theo như các bạn, khách hàng nói vậy có hợp tình hợp lý chưa? Những cái nhà sản xuất các dung dịch nước rửa kiếng mà bạn mua đó, biết đâu họ là những người chuyên về sản xuất dung dịch tẩy rửa, mà họ quên một điều, họ không nghiên cứu tới cái thành phần vật liệu của cái bơm của chúng ta bên trong nó là loại cao su gì, nó là loại motor gì. Chính vì vậy mới có cái chuyện là cái dung dịch của họ họ không tính toán đến cái nước đó, dẫn đến là nó sẽ làm phá hủy các ron, các van trong cái bơm, hoặc phá hủy cái cuộn dây điện, hoặc là chổi than trong cái motor điện của cái bơm nước rửa kiếng. Đơn giản vậy thôi bạn nhé. Cũng giống như tại sao có dầu gội xà bông cho người lớn rồi lại phải có dầu gội xà bông cho trẻ em, trong khi đó nước rửa kính chính hãng này Thái Lớn thấy cũng rẻ mà, có 80-90 ngàn gì đó một bình, hồi trước thấy mua hay tặng khách hoài. Các bạn vô bảo dưỡng chính hãng rồi mua một bình 1 lít, châm một bình đó, châm pha thêm một bình nữa là 2 lít, có 80-90 ngàn xài miệt mài luôn. Vậy nha, hôm nay nhân cái tiện Thái lên xưởng Đồng Sơn đi giao lưu các anh em học hỏi, không? Để làm xe cũ mình phải đi coi những cái xe nó bị đụng như vậy, rồi mình qua mình coi mấy cái bị đụng nặng phải bỏ, tại sao mà tao bỏ, mình coi sùng chỉ nó vỡ như thế nào đó. Coi 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 học hỏi thêm kinh nghiệm để có thêm nhiều nội dung hay cho các bạn. Vậy nha, chào các bạn, Thái Lớn đi tham quan tiếp đây.